Bệnh lý hô hấp ở trẻ em là bệnh thường gặp, nguy hiểm, dễ gây tử vong. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp như vi khuẩn, virus, nấm. Khi trẻ em viêm đường hô hấp cấp, thường bị ho và cảm lạnh với các biểu hiện ho, sốt, chảy nước mũi, thở bằng miệng, nhịp thở bình thường. Khi bệnh hô hấp ở trẻ biến chứng nặng hơn, trẻ sẽ có các biểu hiện như sốt cao, ho, nhịp thở nhanh. Trẻ 2 đến 12 tháng tuổi thở trên 50 lần trên phút. 12 tháng đến 5 tuổi, nhịp thở trên 40 lần trên phút. Nếu trẻ có một trong các dấu hiệu nguy hiểm sau: không uống được, co giật, ngủ ly bì, khó đánh thức, thở rít khi nằm im, suy dinh dưỡng nặng là biểu hiện của viêm phổi rất nặng, cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay để điều trị, cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khi mà thời tiết vào mùa đông rất là dễ thay đổi, sẽ khiến cho trẻ nhỏ dễ mắc bệnh cảm và từ đó thì sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Và đặc biệt là các cái bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ thì đối với các bậc cha mẹ sẽ rất là lúng túng khi mà mắc phải. Chính vì vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Minh Tuấn là trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương để tìm hiểu về cách đề phòng các bệnh lý hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Và xin kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Đào Minh Tuấn. Vâng, thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết khái quát về những cái bệnh lý hô hấp chung ở trẻ em được không ạ? Vâng, chúng ta tạm chia ra 4 nhóm bệnh lý hay gặp. Bệnh lý thứ nhất là bệnh lý của đường hô hấp, tức là bệnh lý của mũi, của họng, của đường hô hấp thì có đường hô hấp trên, mũi, họng, hầu, rồi amidan và kể cả tai giữa, người ta cũng liên quan đến tai mũi họng, cũng liên quan đến đường hô hấp trên. Thế sau đó bệnh lý của đường hô hấp dưới gồm có thanh quản, khí quản, phế quản. Đấy là một nhóm bệnh đầu tiên hay gặp nhất. Sau đó đến bệnh lý của cái nhu mô phổi mà chúng ta quen gọi là hay gặp nhất là bệnh viêm phổi. Thế còn một cái bệnh lý nữa cũng là bệnh lý của đường hô hấp nhưng mà nó không phải là bệnh lý nhiễm trùng hoặc là bệnh lý cấp tính mà như của đường thở, đấy là bệnh lý của hen phế quản. Thế rồi những bệnh lý dị ứng, viêm mũi dị ứng, phải không ạ? Thế rồi những hen phế quản cũng nó liên quan đến dị ứng. Đấy là một cái nhóm bệnh thứ ba. Và cái nhóm bệnh thứ tư là những bệnh lý như chúng ta biết có thể là của cơ hoành, của lồng ngực, phải không ạ? Thế rồi của cột sống, của thần kinh, những bệnh lý thần kinh nó ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp, nó cũng thể gây bệnh lý hô hấp. Vậy thì khái quát với cái nhóm 4 nhóm bệnh của bệnh lý hô hấp thì chúng ta tập trung vào hai cái nhóm bệnh chính là nhóm bệnh tổn thương tại đường thở và nhóm bệnh tổn thương tại nhu mô phổi. Tôi lấy điển hình hai nhóm bệnh chính là nhóm bệnh tại đường thở, đấy là nhóm bệnh của bệnh viêm đường hô hấp và nhóm hen phế quản, một cái cấp tính, một cái mãn tính. Và cái nhóm bệnh của nhu mô phổi, đấy là bệnh viêm phế quản phổi, trẻ em. Thưa bác sĩ, nghe bác sĩ nói như vậy thì đúng là rất là nhiều các bậc phụ huynh nghĩ rằng là hô hấp chỉ là những cái loại bệnh xoàng xoàng thôi. Vâng, thế thì chúng ta nên phòng các loại bệnh này như thế nào? Vâng, có 4 biện pháp dự phòng cơ bản để hạn chế cái tình trạng mắc bệnh lý hô hấp cấp. Cái đầu tiên là vấn đề nuôi dưỡng. Chúng ta phải nuôi dưỡng đứa trẻ. Với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là vấn đề sữa mẹ, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng. Vâng. Là phải được bú mẹ hoàn toàn. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất và quý nhất cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ dưới 6 tháng. Ta phải đảm bảo được điều đó. Còn trẻ lớn thì vấn đề dinh dưỡng cũng làm thế nào đủ năng lượng. Và quan trọng nhất ở đây tôi muốn nói là đủ nước. Rất nhiều các ông bố và mẹ ít quan tâm đến việc cho con uống nước. Điều này, đây là một cái lời khẩn cầu của những người làm công tác y tế, rất muốn nói với các bậc phụ huynh rằng hãy cho các con uống nước. Các trẻ bị thiếu nước rất nhiều. Thiếu nước rất nhiều. Đấy là một cái rất quan trọng. Nếu trẻ uống sữa nhiều và cái lượng sữa đấy đủ trong ngày thì có cần phải bổ sung thêm nước lọc? Nếu những đứa trẻ chỉ chủ yếu bú mẹ là chính thì cái việc đưa nước lọc chỉ thêm thôi. Nhưng còn những đứa trẻ mà nó không bú mẹ là chính, nó bắt đầu biết ăn dặm rồi. Sữa công thức thì sao? Sữa công thức thì tất nhiên sữa công thức có thể trong trường hợp mà không đủ sữa mẹ thôi. Thì sữa công thức cũng là cứ đủ lượng nước rồi. Nhưng mà vấn đề ngoài ra, đặc biệt cho những đứa trẻ mà cần ăn dặm, cũng được đủ nước. Việc thứ nhất tôi muốn nói là cái phòng bệnh đầu tiên là vấn đề dinh dưỡng. Phòng bệnh thứ hai là vấn đề tiêm chủng. Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm phổi, trong đó chúng ta có thể hạn chế được bằng cách tiêm vaccine. Thí dụ ho gà, thí dụ sởi, thí dụ như các vi khuẩn như là Haemophilus influenzae, ví dụ như là phế cầu,
Hiện giờ chúng ta có vaccine những con vi khuẩn này và chúng ta có thể dự phòng được, hạn chế được. Đấy là biện pháp phòng bệnh thứ hai. Biện pháp phòng bệnh thứ ba cũng rất quan trọng. Chúng ta biết rồi, bệnh máy hô hấp thì nó ngỏ với môi trường. Thế làm thế nào môi trường thật sạch, ít ô nhiễm, đúng không ạ? Ít nguồn lây thì đứa trẻ nó sẽ ít bị. Thế làm thế nào để biết được rằng là phải phòng bệnh môi trường? Chính là chúng ta phải không hút thuốc lá, thuốc lào, môi trường tránh ẩm thấp, đúng không ạ? Những cái môi trường mà có nguồn lây, ví dụ những nguồn lao hoặc là những đứa trẻ đang bị bệnh ở môi trường tập thể, trường học, chúng ta phải cho trẻ hạn chế tiếp xúc với môi trường ấy. Nếu phát hiện có nguồn lây, có nguồn nhiễm bệnh, đấy là cái phòng bệnh thứ ba, đúng không ạ? Và phòng bệnh thứ tư cũng rất quan trọng. Tôi cho rằng ngoài vấn đề dinh dưỡng, ngoài vấn đề tiêm chủng, vấn đề môi trường, thì có một vấn đề phòng bệnh chính là hiểu biết, kiến thức của các bậc phụ huynh trong việc làm thế nào để phát hiện sớm con mình bị bệnh. Quan trọng hơn nữa, làm thế nào nhận biết được những bệnh thông thường, những bệnh nguy hiểm cần phải đi đến bác sĩ sớm. Chúng tôi cũng muốn hỏi thêm bác sĩ là trong những cái căn bệnh về đường hô hấp thì căn bệnh nào là nguy hiểm nhất và thường gặp nhất ạ? Vâng. Có thể nói rằng những bệnh về bệnh lý hô hấp trẻ em, như tôi mới nói với bốn nhóm bệnh như vậy, thì cái chúng ta vẫn hay sợ nhất mà nó cũng dễ dẫn đến tử vong cao nhất đấy chính là viêm phổi. Đấy là viêm tắc của viêm phế, thực chất nó là viêm phế quản phổi, hay tạm gọi viết tắt là viêm phổi nói chung. Cái viêm phổi nói chung, bởi vì ta sao nó lại nguy hiểm, bởi vì là nó đe dọa tính mạng bệnh nhân. Và thứ hai nữa là nó lại có là một cái bệnh có cái tần suất gặp cao nhất trong bốn cái nhóm bệnh tôi vừa trình bày. Và thứ ba nữa là cũng lại bên cạnh cái đó, tạo hóa lại cho chúng ta một cơ hội, thách thức đối với mình, các bác sĩ, thách thức đối với cơ quan truyền thông, thách thức đối với các quý vị phụ huynh quan tâm có trách nhiệm với con. Đấy là làm thế nào để nhận biết được viêm phổi sớm nhất và điều trị viêm phổi đúng nhất để hạn chế những cái tác hại của viêm phổi. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Đào Minh Tuấn đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi. Đề phòng các bệnh lý hô hấp ở trẻ nhỏ do thay đổi thời tiết như tai mũi họng, viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi trong thời điểm này, cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý như cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ và bổ sung thêm rau xanh và vitamin C và các chất đạm vào khẩu phần ăn, cho trẻ uống đủ nước, tránh tiếp xúc nơi đông người, giữ ấm thường xuyên cho cơ thể của trẻ. Khi thấy trẻ có những biểu hiện như sụt xịt, chảy nước mũi, ho kèm theo sốt cao hoặc những biểu hiện sức khỏe bất thường, các bậc cha mẹ cần theo dõi và đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế. Không nên tự ý cho trẻ uống thuốc ở nhà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những căn bệnh hô hấp của trẻ nhỏ chắc chắn sẽ là chủ đề mà rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Và vì thế chúng ta sẽ cùng trở lại với chủ đề này trong những chương trình lần sau.